Thường là sau khi có bé đầu tiên là tình cảm của vợ chồng cũng như là những cái khoảnh khắc mà chúng ta dành cho nhau nó sẽ khác đi với cái thời mà son rỗi 2 năm kia. Thì bây giờ cái cảm xúc của em, cảm xúc của ảnh như thế nào? Hai người có chia sẻ với nhau câu chuyện đó không? Chồng em cũng lạ lắm chị. Lúc mà em đi khám sức khỏe đó, đi vô cái phòng khám phụ khoa, cái bác sĩ mới hỏi em là lần gần đây nhất là hồi nào. Cái em kêu em mới sinh. Bác sĩ hỏi ủa em sinh được 4 tháng rồi mà. Cái em nói dạ thì vậy đó. Bác sĩ hỏi trời ơi kiêng gì mà lâu dữ vậy, đâu có cần kiêng đâu em, sinh xong là mình có thể làm chuyện đó được rồi mà. Em kêu dạ không, em không có kiêng. Không có kiêng sao 4 tháng rồi không có đụng chạm gì hết hả? Cái xong em nói ủa chuyện này lạ lắm hả ta. Cái em mới về em nói với chồng em, anh bác sĩ hỏi em vậy sao em trả lời vậy đó. Bác sĩ nói là mình không có cần kiêng gì hết á. Chồng em ừ vậy hả em. Xong vậy thôi. Vẫn cứ tiếp tục qua tháng thứ 5 và tháng thứ 6. Dạ 8 tháng luôn rồi. 8 tháng luôn rồi. 8 tháng luôn rồi. Giống như là nó thành một cái thói quen đó chị. Giờ chúng ta ở nhau như hai người bạn già. Tuổi xế chiều không cần động đậy. Không, thí dụ bây giờ nếu mà nói về cái chuyện chủ động là từ em đi thì anh sẽ từ chối thì sao? Hay là em cũng không thèm chủ động luôn? Thì em nói vậy rồi đó. Ừ. Mà giờ chồng không chủ động thì thôi. Căng ha, vụ này căng ha. Ví dụ có người đẩy người đưa đúng không? Dạ. Thì em đẩy cái rồi không đưa thì thôi. Đẩy luôn, đẩy cái chuyện đó ra xa luôn, không em muốn động tới luôn. Mà chị có buồn không? Chị cảm thấy rấm rứt trong người không chị? Tại vì mình chăm con mà nên là mình cũng mệt. Đó, tối dỗ bé ngủ xong rồi là em lăn ra em ngủ. Rồi, tất cả là tại vì con. Dạ. Dạ. Còn chồng em á là cũng tội nghiệp, chắc là cũng mệt quá nên là không có thời gian để nghĩ tới chuyện đó. Tại vì thí dụ như em chăm con sao em lăn ra là em ngủ được liền. Còn chồng em á là không có, chồng em khó ngủ chứ lắm, con mà khóc một cái là chồng em thức luôn tới sáng. À cho nên là chắc là ông cũng bị trầm cảm sau sinh đó chị. Phải có cách giải quyết chứ, lẽ bạn già tuổi xế chiều vậy hoài. Thì hồi 4 tháng là em đã nói vậy rồi đó, mà không có gì thì giờ sao nữa giờ. Bây giờ qua 5 tháng mình nói lại, 6 tháng mình nói lại, 8 tháng mình nói lại. Chị có bao giờ chị bị stress nặng về cái sức khỏe của mình chưa? Ý của Thanh là sau khi mà sinh xong rồi đó, là các mẹ có quan tâm tới cái chuyện mà bắt đầu là đi kiểm tra sức khỏe, mà thường là cái năm đầu tiên là mình hay bỏ qua đó. Công ty em có cái khám sức khỏe định kỳ. Cho nên là khi mà bé được 4 tháng thì là cũng đến cái ngày đi khám. Đi khám về khoảng 1 tuần 2 tuần sau thì bệnh viện gọi điện. Kết quả khám của chị hôm trước thì cổ tử cung phát hiện bất thường. Bây giờ em sẽ chuyển máy cho bác sĩ nói chuyện với chị nha. Và bác sĩ nói chuyện với em. Trời, nói cái gì nhiều dữ lắm. Nói mà lúc đó là đầu óc em không thể nào vô mà, được. Đúng là đầu óc em không có vô được cái chữ nào hết. Nói cái gì mà em chỉ nghe được kết luận cuối cùng là em lên sớm bệnh viện để xét nghiệm lại, kiểm tra coi có phải là ung thư hay không. Đất trời sụp đổ luôn. Lúc đó bé mới có mấy tháng nhờ? Thời điểm đó là 4 tháng. Xong rồi cái người đầu tiên mà em chia sẻ cái cảm xúc đó. Em nói với chồng em nhưng mà mình lại nói theo kiểu là giống như mình tỏ ra mạnh mẽ như là không có gì hết. Nhưng mà suốt một tuần lễ chờ cái kết quả đó là ngày nào cũng ôm con khóc. Cái tuần chờ kết quả chị nghĩ là cái cảm giác nó khủng khiếp lắm. Mình đã bị nghi ngờ như vậy rồi, bây giờ đi xét nghiệm và chờ cái kết quả trong 7 ngày đó. Khi mà em ôm con khóc 7 ngày như vậy, chị nghĩ là chẳng lẽ chồng em không biết? Nói chung đi làm cả ngày em cũng không kể. Tới lúc chồng em về thì em cũng bình thường. Tới chị đã bị trầm cảm sau sinh mà chị còn không chia sẻ với ai nữa là chị sẽ còn bị nặng hơn. Đúng rồi, chị là phải chia sẻ với một ai đó, ví dụ không phải chồng mình thì cũng phải là bạn mình, mẹ hoặc mình là mẹ ruột đó. Dạ, chứ mà chị mà ôm trong lòng, chị ôm con chị khóc vậy nè là không có bao giờ hết được hết á. Thế thì trải qua một cái tuần rất là nặng nề như vậy, khi mà biết cái kết quả rồi thì lúc đó em như thế nào? Thì cái hôm mà đi lấy kết quả đó thì là em bắt chồng em đi theo. Rồi kết quả ăn sao chị? Lấy kết quả thì không có gì, không có gì. Nãy giờ chúng ta không có gì lắm động. Mình như vậy nè. Kết quả ăn sao em? Kết quả thì không có gì. Không gì chị, không bị gì hết. Nói chung là nó là một cái tổn thương, có bất thường thiệt. Cổ tử cung của mình nó bị tổn thương sau sinh. À. Chứ không có phải là gì hết, nhưng mà người ta vẫn kiểm tra cho chắc ăn. Xong rồi em ra em nhìn thấy chồng em. Trả thù, biết tâm trong một tuần lễ qua là không quan tâm tới mình đúng không? Trời ơi, không trời lo ngại tới mình đúng không? Mình lo lắng bệnh tật mà không quan tâm tới mình đúng không? Bây giờ em bắt là dẫn em đi ăn liền. Chị sao chị dễ dãi, chị dễ bị mua chuột bởi đồ ăn đó chị. Em nói không thấy vậy, nãy giờ từ đầu mình nghe nói là trả thù, cái mình đang hình dung được cái gì quá lắm nha, khủng khiếp lắm. Là ví dụ như em phải giả bộ để em nói với anh như thế nào hay là sao để cho anh biết cái cảm xúc của mình. Thôi em sẽ như vậy. Sao? Đi ăn sushi hết rồi đó. Ok, chắc có người phụ nữ là có cái quan điểm trả thù nó khác.
Vậy thì khi mà chị có bầu là có những cái kỷ niệm gì mà dở khóc dở cười với ấn tượng khó phai với chị không? Nói chung là 9 tháng thì nó cũng nhiều chuyện lắm, nhưng mà có một cái chuyện là bây giờ nhắc là em vẫn rất là ấm ức. Có thể nói là vì cái chuyện này mà em nói nếu mà chồng em không sửa đổi là coi như một đứa thôi, không bao giờ có đứa thứ hai. Ồ, chàng căng thẳng nha, căng thẳng nha. Chị Thảo với Thanh biết không, thí dụ như mà người ta mà có bầu á là chồng người ta sẽ chăm sóc đúng không? Em ơi, em đói bụng không? Em ơi, em thèm ăn món gì anh sẽ mua cho em. Còn chồng em không hề. Chồng em mỗi lần em kêu anh ơi em đói bụng quá, thôi nhịn đi em, thôi nhịn đi em, thôi nhịn đi em. Em tức dữ lắm luôn. Thanh thấy sao? Thanh chị thấy ca này kỳ. Thì em nghĩ là giờ này chồng chị chắc là có lẽ bị ám ảnh bởi những người phụ nữ mang bầu xong mập mập thù lù đó chị. Xong rồi cái nghĩ là mình sẽ giúp vợ mình không bị mập như vậy. Nhưng có mà thay vì ở trong bữa ăn phải chơi dặn vợ mình ăn rau, ăn đồ, ăn kia này kia, nhưng mà chồng chị muốn chị nhịn một bữa. Em không có bị ngán cho nên là em không có thèm cụ thể món gì hết đó, mà em thèm cả thế giới, thèm cả thế giới. Món gì em cũng thèm, cho nên em dễ ăn mà, em dễ nuôi mà. Hiểu. Đâu có thèm cái gì đặc biệt đâu, chỉ có thèm cả thế giới thôi. Dạ. Là coi như là con người là cũng muốn nhai luôn á. Ngược lại với ông Sơn nhà chị, em có biết là bắt đầu từ khi biết cái tin là có em bé rồi đúng không, là sữa bầu làm tới tấp, mà một lần pha chị nói là không có dùng cái từ ly nha, ông pha một lần là một lu. Cuối cùng chị trở thành một gấu mẹ vĩ đại thực sự luôn. Lấy chồng xong là 42kg mà có bầu đứa đầu tiên lên thành 66kg. Vậy chị Nguyên tăng bao nhiêu ký? Tăng có 5kg à. Trời hay chưa? 5kg. Con chị sinh ra bao nhiêu ký? 3,5kg. Ôi hay quá ta ơi. Có rất là nhiều mẹ bim sữa hỏi em là trời ơi chị là trong khoảng thời gian mang bầu chị tăng bao nhiêu ký. Em tăng lên 20kg. Chị là 22kg. Đó, còn chị tăng lên 5kg, chị phải chia sẻ cho người ta biết chứ. Bí quyết là bị chồng bỏ đói. Chồng bỏ đói. Cuối cùng là cái công thức ăn uống của em mỗi ngày ra làm sao? Thì là em ăn cả thế giới đó chị. Lúc nào em đói là em ăn, chồng em không mua cho em thì em tự em đi ăn. Sau này khi mà bé lớn rồi bắt đầu có cảm xúc rồi đó, mình có xảy ra cái chuyện mà tranh giành tình cảm không? À, ý là con gái là hay theo cha đúng không? Đúng rồi, nghe câu nói vậy đó. Con em ở nhà nó theo tất cả mọi người trừ em. Em đang ẵm nó, cái bà nội bà em. Ngoại đi ngang, cái nó đòi bà nội bà ngoại, nó không coi em ra cái gì hết. Rồi tối ngủ, vậy mới nhục nó nè, ba nó đâu có ngó ngàng gì tới nó đâu. Mà tới chừng nó ngủ rồi là nó quay qua nó ôm ba nó ngủ. Nó quay lưng như người em. Nó không coi em ra cái củ khoai lang gì hết. Em cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Đó là con lừa mẹ, bây giờ con phản mẹ. Trời ơi, đẻ ra mà làm vậy trời buồn chị. Buồn tổn thương. Xong cái em mới tức quá, em mới nói không. Con thật ra là nó thuận bên phải cho nên nó quay bên phải. Mình đổi chỗ đi. Đúng rồi. Hay. Em mới kêu chồng đổi chỗ. Chồng em đâu có chịu, mà em một hai em xô ổng qua, em dành cái chỗ của ổng em nằm. Cái xong cái nó quay lại ngược lại. Đó, thấy chưa? Chị nghe cái hình dung cái câu chuyện là chị biết cái mùi nó như thế nào rồi. Nói chung là bây giờ em cái giường em 4 đầu là em quay đủ 4 đầu rồi đó. Nói chung là em phải coi lại là cái cách em dỗ con, em thương con như thế nào. Chứ chị thấy 99% nha, con á, mặc dù là đôi khi là mẹ không chăm nhiều bằng các bà, thế nhưng mà thấy mẹ đi về bóng dáng thấp thoáng hay là nghe tiếng thì đạp chồm chồm bò đi kiếm rồi. Còn em sao kỳ vậy? Em cũng không biết nữa. Mình cũng chơi với nó, mình cũng thương nó, mình cũng dỗ nó rồi mình cho nó bú. Bà ngoại đi làm về đó, là nó đang chơi trong phòng khác, cái nó bò ra nó mừng bà ngoại. Còn em đi làm về nó quay qua nó cười, quay vô chơi tiếp. Không, mình phải bò lại mình mừng với nó được không? Đúng rồi, mình làm ngược lại đi. Làm ngược lại nhiều khi tạo hiệu ứng, sao chị bò quá bò lại nó chứ? Nó thích cái hiệu ứng bò của em, nó sẽ thích em, nó quay ngược trở lại. Đúng. Sao? Bây giờ cuối cùng là 8 tháng rồi mà thất bại trong chuyện ngủ nè. Rồi, chị là một chủ thất bại. Rồi thất bại tới chuyện ăn ha. Rồi xong rồi bây giờ là tranh giành tình cảm là cũng thất bại luôn. Vậy cuối cùng em thành công cái gì hả em? Chắc là cái vụ mà giảm cân đi. Em dễ thương quá hả, em lên có 5kg à, mà bây giờ em chia sẻ với người ta chuyện giảm cân nó vui hết sức vậy đó. Đứa con đẻ ra 3,5kg, trong người còn 1,5kg, trong đó nước ối với cái bánh nhào hết. Thì cho tới cái thời điểm này chị có điều gì mong muốn nhắn gửi tới chồng chị không? Cái chuyện mà em muốn nhắn nhiều nhất không nè, đặc biệt cái cô này mỗi lần mà cái mặt của mình lên gân á là cái chuyện sắp tới đó nó rất là bình thường, giống như chuyện ăn sân si vậy đó. Không rồi, em biết đúng, đúng rồi, anh là do chuyện ăn đó. Chồng em bỏ đói em từ lúc bầu cho tới lúc sinh, rồi bây giờ em nuôi con cũng bỏ đói em luôn. Hồi xưa là mình phải ăn để nó vô thai nhi, xong rồi bây giờ mình đẻ rồi thì mình phải ăn để nó có nhiều sữa cho con. Rồi sau này con mình lớn là mình cũng phải ăn để mình có sức mình nuôi con. Nhưng mà chồng mình cứ không cho mình ăn, lúc nào cũng bỏ đói mình hết. Em cũng muốn nhắn nhủ đến chị và chồng chị, nếu lỡ có xem chương trình này thì hãy biết rằng
rằng vợ mình đang rất khao khát được ăn và đang rất mong muốn chồng mình sau chương trình này hãy dẫn mình đi ăn nhé. Dạ, mong chị và chồng chị lúc nào cũng sẽ được hạnh phúc viên mãn và ăn đầy đủ hơn nha chị nha. Dạ. Nhưng mà thật sự chị nghĩ như thế này, tất cả những cái thất bại, những cái stress và những cái mà em cảm thấy là em không thành công trong cái việc nuôi con, nó cũng xuất phát từ cái cảm xúc của mình và từ cái chuyện là mình không giải tỏa được cảm xúc. Vậy nên chị mới có 3 năm đầu tiên và mới có một bé đầu tiên, thì chị hy vọng rằng là hai vợ chồng sẽ có nhiều giây phút ngồi lại với nhau hơn trên bàn ăn trước những cái món ăn rất là hấp dẫn. Chúng ta có thể kể cái câu chuyện là mình không hài lòng cái gì, mình không thích cái gì, mong muốn chồng thay đổi cái gì, chị nghĩ nó sẽ hấp dẫn hơn. Đồng ý không Thanh? Dạ.